Một buổi sáng đẹp đẽ và xin chào một ngày mới. Ngày 15 tháng 1 năm 2024. Hôm nay với tựa đề Thay đổi giấc mơ. Thay đổi giấc mơ của bạn bằng cái gì? Đó là bằng con đường học vấn, cũng là một người có một giấc mơ. Cho nên mình mới ngồi tại đây và thay đổi cuộc sống, thay đổi cả bản thân mình và thay đổi những người thân và giúp ích một phần nào đó cho người thân của mình. Chính vì lẽ đó, hôm nay phần còn lại phát âm còn lại mình sẽ đi nốt, ngày mai kia gì đó mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình bằng diễn tập này. Đầu tiên mình chỉ ôn lại sơ hai chữ S này nằm ở phía sau. Hai chữ S này nhớ rồi đó, đọc ngắn thôi. Chis. Chữ chis bạn viết như thế này, T S C H U I chis. U có hai chấm là chis. Thường thường tay khi mà nó nói xong là lúc nào nó cũng nói cái từ này cả, chis. Khi nó đi hoặc là gặp nhau nói vài câu gì đó thì là nó chis, cái từ chis này chúng ta đừng quên. Đó là mở đầu của phần còn lại. Super. Super là cái từ gì đó? Nó đi đôi gì? Là S. Bạn đọc là Super. Bạn nhớ hai cái chữ này. Hai cái chữ này ngang nhau, xì hết. Một bên ngắn, một bên này là kéo dài ra, còn bên này là ngắn, xì nhưng mà xì ngắn. Với lại là cái từ chis, cái từ chis á, chis hoặc là push. Push ngày qua mình cũng chia sẻ rồi, hôm nay mình chia sẻ lại là push. Cái này push là cái bàn chân, push push. Chúng ta lại lặp lại chữ S ngắn là plus sum. Bạn phải đọc chữ plus phải đưa chữ ngậm cái răng này lại, ngậm cái răng thổi gió ra, thổi trong cái cổ họng chúng ta thổi gió ra. Flup.
flush, flush, à, ngắn cho flush thì nó mới ra cái chữ này flush. Có một chữ nữa, cái này là dây nịt, mà chữ u, chữ u, u, u có hai chấm với lại chữ r nó đi chung là bạn theo u, u, u a u, tiếng Việt là u, cư thề, thờ, chữ thờ là e, e, e với lại chữ n là e, e cái mà nhưng mà phải có lưỡi đánh lưỡi nó lên, e là cui thề, là dây nịt. Rồi chúng ta lại giáo, đây là cái chữ thầy giáo, chúng ta đọc le r. Hai cái chữ r này là chữ r với r là r, chúng ta phải đọc là r, r. Chúng ta đưa cái cổ họng ra r, đẩy cái hơi ra, dùng cái cổ họng nè, chúng ta đẩy hơi ra, thành ra nó ra được cái r, chứ không phải là nói miệng được, dùng cái cổ họng ra, cổ họng chúng ta nè, le r, đấy là nó ra được chữ thầy giáo. Phải dùng cổ họng le le, đưa cái mũi lên ha, đưa cái lưỡi lên le à. Khi mà le rồi, ra chữ le rồi thì cái lưỡi chúng ta đẩy ra cái hơi, đưa cái lưỡi lên cái khe đó, chỗ này nè, rồi ra chữ, được ra chữ le. Qua cũng đi ôn lại sơ cái. Có L ngay đây, chúng ta phải đọc cong lưỡi lên. B. Đưa cái lưỡi lên ngay dính ngay môi. B. B. À. Mic, hai chữ còn lại chữ C và chữ H chúng ta phải khờ nhẹ thôi. Mic, à. Mic khờ đây, CH này chúng ta cũng dùng cái chai khé ngay chỗ này, chúng ta đẩy nó ra. Mic, à. nó ra được chữ khờ CH. Mic, nó ra được chữ sữa uống, sữa bò đó. Cái chữ này là kem ăn á, không phải kem đánh răng mà kem ăn á. Mùa đông, mùa hè á, thường thường ta bán kem nhiều, trong cái quán ăn nó có cái kem, thì mình vô quán nữa, mình thích ăn tráng miệng, là cái từ này là ice, e-i, mình đọc là ice, xìn cái ice, à, đơn giản thì thôi. Phải nhớ AU nó nằm ngay chính giữa bờ ao, bạn phải đọc là AU là ao bao à. Cái bao, cái bụng nè, cái bụng của bạn á, bao bao khờ nè, khờ ở trong cái trái khế nè, đẩy nó ra bao à. Mở cái miệng ra bao à. Thì nó mới rồi đó à. Đấy, vô
A có hai chấm là E. Rồi. Ơi. Ê, 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 ơi, ê. Ê, trong cái lưỡi này, ê, dầu á. Ừ, dầu ăn. Rồi nó đọc ê. Rồi u. Là. Đưa cái miệng lại, miệng túm lại, môi môi túm lại, nó ra thành chữ bùng. Đưa cái, thấy cái chữ là bùng, luyện tập á, đưa ra ra đọc kê giờ. Nó nằm ngay chính giữa, hoặc là nó nằm ngay én đường. Mình đã nhắc rồi, én rồng, én rồng, cái quần cuối chữ e g, g phin g, g phin g, chữ g chúng ta đọc bình thường thôi, phin g, nguyên cái cuối gặp cái phần cuối này là phin g, chúng ta đọc bình thường phin g, không có cong chiếc gì hết, là ngón tay. Mình tách rời ra cái muỗng là thường gặp, thường đọc, thường xuyên, là chúng ta tách rời nó ra tiếng Việt ở dưới phát âm của nó lép phè. Chữ phè ở đây là hễ có mình nên nhớ en là quần cuối, là phải đưa cái lưỡi lên nó mới ra, nó mới nghe được lớp phè. Lớp có chữ F nằm ngay chính giữa, lớp phè, thì nó đã ra cái muỗng. Và chữ chữ táo chẳng hạn, ở phần cuối là e, áp phê, là trái táo. Hãy cong cái lưỡi lên, nhớ đừng quên push, phải có xì cái chính giữa, phải ra chữ xì nha bạn, phải có chữ xì nha, push, push, kéo sát lên, push, có biết sen xì chính giữa, chứ push sống là push, push mà chậm quá là không nghe được cái nha, không ra được, phải là dus dus chưa. Hai cái này nó khác nhau, dus chính giữa là phải ra được chữ s, còn ở trên là không có chữ s, bao còn này dus nắp ô bằng dus dus tại nó chữ e bằng dus chờ. Tiếng Việt của mình là sir. This sir. Nó mới lòi ra. Nếu phải viết chí mới được, còn không viết chí là không học được. Giắc cờ. Cái này dành cho mùa đông nha. Mùa đông bằng áo giắc cờ. Giắc cờ. Xe ha. Khờ. Giắc cờ. Trong nào chữ này là cho giắc cờ. Giắc cờ. Chúng ta sẽ anh phân đầu tiên. Đây là cái cuốn A1. Gặp gỡ nhau và chúng ta chỉ là chào hỏi. Đầu tiên vô bất cứ nơi nào các bạn cũng phải chào hỏi, gặp người này đi quen biết là một là cái từ hello đơn giản nhất. Hello. Hello, hello, hello. Tiếng Đức là hello, còn tiếng Anh là hello. Đấy. Hay là Đức này có ba loại chào. Chào buổi sáng, good morning. Chào buổi trưa, bạn chào good afternoon. Buổi trưa thì bạn tính 11, 12 giờ đi. Guten Tag.
Rồi xưng hô, bạn xưng hô mình tên là gì? Chẳng hạn xưng hô ở đây, xưng hô tên, giới thiệu tên. Rồi nếu mà không quen biết thì bạn hỏi, phải hỏi. Đấy. Nó đầu tiên là phải chào hỏi xưng hô. Chào hỏi xưng hô. Chào hỏi xưng hô này á thì là ở đây danh từ. Ở đây nó có là trang đầu tiên là mình phải giới thiệu. Bây giờ chúng ta phải học hết ba, chúng ta đã ôn hết ba cái clip rồi, chúng ta có ba clip, có cái gì các bạn xem lại, nếu mà không hay không tốt thì hỏi nha. Bây giờ việc đầu tiên bạn bạn phải lên YouTube. Đầu tiên là gì? Lên YouTube bạn viết, bạn tìm ra thứ nhất là cái chữ này tiếng Đức, bet, I phát bet, từ này I phát bet là từ phát âm, I phát bet. Rồi có cái laptop, bạn phải có cái laptop mới được. Laptop hoặc là desktop cũng có một cái, hai cái handy các bạn để các bạn học. Nếu mà không có cái laptop đó, thì bạn phải cần có cái handy, hiểu không? Handy để học. Một cái bạn viết ra cái từ này, sau đó bạn rọi vô, lấy cô cờ rọi vô, bắt đầu là ra một cái thì nó ra cái chữ đọc lên âm thanh của bạn nha. Là bạn nghe, đầu tiên bạn nghe thôi, bạn nghe cho nó rồi. Infringer, đây cái chữ này. Infringer ha. Rồi Anfinger thứ ba nữa là Deutsch, tiếng Đức là Deutsch. Thì bạn tìm ba cái chữ này, bạn lên YouTube bạn ôn lại. Hôm mình nói ba cái clip đó đó thì bạn phải ôn lại toàn bộ, bạn phải nghe, giá chót tôi nói anh, bạn phải nghe, tới nghe lui, nghe qua nghe lại, giá chót cũng là để bạn hiểu cái phát âm ở trong á. Thứ nhất là bạn tìm phát âm, của những cái thầy giáo phát âm chính xác, rồi bạn nghe, rồi sau đó bắt đầu là tới tới cái này là chỉ cần đọc thôi, phát âm rồi á thì bạn ghép vô từng chữ một và đọc ha. Chẳng hạn như tôi đây, tôi có vợ, các bạn không có vợ, bạn phải dùng cái laptop. Ví dụ tôi thử cho các bạn nha, đây cô cờ, bạn lên cô cờ ha, trên cái phần đầu á, nếu mà để cái gì thì nó nằm phía bên phải ngay cái chỗ đây nè, ở trên phần đầu này nè ha, thì bạn bấm nó lên ha, nó lòi ra cái photo nhân gì đó, nó lòi ra photo là nó lòi ra cái màn hình nhân gì ha.
Thì khi mà nó lòi ra mà bà rọi xuống đây nè. Bạn rọi xuống đây. Đợi thì mình một tí xíu. Giờ. Bạn rọi xuống ha. Hôm nay lấy ví dụ vài chữ thôi. À. Bà bấm một cái. Rồi. Tôi có cái chữ đẩy lên. Tôi để nhẹ ngón tay. À. Tôi photo một cái như thế này rồi á. À. Một cái tôi bấm vô tôi photo rồi á. Bắt đầu tôi nhấn tay, lấy tay tôi nhấn một cái. À. Yeah. Tôi nhấn lên một cái là trong đây nè. Nó hiện ra nè. Copy nè. Anh hơ gần nè. Iber Z xong nè. À. Trong đây nó có đủ. Khi mà các bạn nhấn tay vô rồi á thì là nó sẽ hiện ra như vậy. À. Thì khi nó hiện ra như này, bạn đẩy cái dấu trắng này lên hoặc là kéo xuống cũng được. Thì à, khi mà bạn kéo xuống là nó lòi ra cái này. Khi nó lòi ra cái này các bạn, là bạn đây có hai chấm màu xanh nè, thấy không? Thì hai chấm màu xanh này bạn mới kéo. À. À. Rồi. Bây giờ trường hợp nó như thế này. Ha. À. Nó đã có màu xanh rồi cái trắng đó còn ở trên thì chúng ta chia sẻ. Rồi. Bắt đầu chúng ta nghe nha bạn. Bấm ngay cái chỗ là anh hören. À. Ngay cái phần 2. Chỗ copy nè. Rồi kế bên anh hören. Đấy. Thì phải bấm chỗ anh hören này á thì nó bạn nghe. Guten Tag, ich heiße Helga Brunner. Wie heißen Sie? Mein Name ist Peter Miller. Ja, thấy chưa? Heiße. Yeah. Bạn nghe lại một lần nữa nha. Guten Tag, ich heiße Helga Brunner. Wie heißen Sie? Mein Name ist Peter Miller. Hả? Heiße. Hả? Thì bạn vừa làm cái này mà đầu tiên thì bạn nghe à Guten Tag và Ich heiße là cái gì đó, tôi tên là tôi, heiße là ich là tôi, chữ trừ ich này, ich là tôi, heiße là chữ đó là chữ là. À, nếu mà bạn đầu tiên các bạn không biết thì các bạn phải có một cái handy nữa, một cái iber z xong còn ấy nữa và bấm cái chữ iber z xong. À. Yeah. Ha. Kế bên đó không cần phải handy. Sau khi bạn bấm phiên dịch á thì nó lòi ra tiếng Việt ha. Bây giờ mình bấm cái lo lên. Xin chào, tên tôi là Helga Brunner. Bạn tên là gì? Tên tôi là Peter Miller. Đấy. Anh thấy chưa? Xin chào, tên tôi là Helga Brunner. Bạn tên là gì? Tôi tên là Peter Miller. À. À. Rất là đơn giản.
Rồi. Ha. Từ cái này kia. Mình làm thử lại lần nữa. Nó ra là như gì? Ha. Nó ra là như gì? Mình chụp hình bắt đầu mình ra là như gì? Thì bắt đầu là mình đẩy cái này màu xanh, là màu xanh mình đẩy phía bên trái qua phía bên phải và kéo xuống. À thì nó ra hết cái chữ màu xanh đây, nó sẽ đọc, Google sẽ đọc cho mình. Guten Tag, ich heiße. Punkt. Helga Brunner, mein Name ist Peter Miller. Und wie heißen Sie? Ich heiße also, mein Name ist. Wer ist das? Das ist Herr Frau. Wie bitte? Ja. Chúng ta phải nghe lại nè. Guten Tag, ich heiße. Punkt. Helga Brunner, mein Name ist Peter Miller. Und wie heißen Sie? Ich heiße also, mein Name ist. Wer ist das? Das ist Herr Frau. Wie bitte? Rồi. Và chúng ta tìm hiểu nhé. Guten Tag, ich heiße. Punkt. Helga Brunner, mein Name ist Peter Miller. Und wie heißen Sie? Ich heiße also, mein Name ist. Wer ist das? Das ist Herr Frau. Wie bitte? Một tí xíu Guten Tag, ich heiße. Punkt. Helga Brunner, mein Name ist Peter Miller. Und wie heißen Sie? Ich heiße also, mein Name ist. Wer ist das? Das ist Herr Frau. Wie bitte? nghe lui nghe. Nghe cái băng này là hôm nay là nghe ba bốn lần là mới rà tới, rà lui, rà qua, rà lại. Đầu tiên là nó chào hỏi này, Guten Tag. Tôi tên là, ví dụ tôi tên là X2 Sơ Ngọc. My name is Peter. Thằng kia nghe không rõ thì nó nói rằng là vì hai sinh dí. Thằng bắt đầu kia nó bạn tên là gì? Vì hai sinh dí. Rồi thằng kia kế bên thì nó trả lời, chẳng hạn trả lời là is tôi tên là gì, ABC gì đó. Rồi thằng kế bên nữa là my name, bạn phải my nè, my name is, có ba từ is, hai sơ, my name, hai sơ cũng được mà my name cũng được. Hai câu để bạn trả lời, đúng không? My name is, có my name is. Tại sao là is? Tại sao là cái my name mà is đây là cái từ này là is, is là tôi chẳng hạn. Where is that? Where ai? Ai? Đây là ai chẳng hạn? Rồi trả lời là that. That là đây. That is. He, phải có he, that is. Đàn ông là bạn phải kêu là he. Đàn bà thì là bạn kêu phải Frau. Das ist Herr Miller. That is Frau
Farm hay là that is Frau B, ví dụ. Rồi có người số ví dụ là ví dụ cái tên Tây hoặc là tên Việt, người Việt với nhau thì nghe rõ ràng. Tên Tây, người Tây nói với nhau thì nó nghe rõ ràng, nhưng mà mình là người châu Á Tây nó nghe cái tên Tây, nghe Tây thì nó nghe không rõ được. Thì nó hỏi là vi bitter, vi cái từ vi, vi là nó như thế nào. Bây giờ mình làm lại một lần cái trang này đầu tiên để bắt các bạn cứ ôn lại, nói chung là ôn tới ôn lên nhiều lần thì nó mới ra cái chữ Kurs 1 Lektion 1 D Guten Tag, ich heiße Helga Brunnen, wie heißen Sie? Mein Name ist Peter Miller. Ich heiße Luisa Tenderer. Und ich heiße Mark Biro. Wer ist das? Das ist Frau Brunner. Ui bitte? Cái chữ trắng này tiếng Đức, cơm lát. Thì bấm nghe lo lại lần một lần nữa. Kurs eine Lektion 1D, guten Tag, ich heiße Helga Brunnen, wie heißen Sie? Mein Name ist Peter Miller. Ich heiße Luisa Tenderer. Und ich heiße Mark Biro. Wer ist das? Das ist Frau Brunner. Wie bitte? Giờ, đó là tiếng Đức. Còn phần ở dưới mình đẩy lên, bắt đầu mình nghe tiếng Việt. Khóa học 1 bài học 1D. Xin chào, tên tôi là Helga Brunnen. Tên bạn là gì? Tên tôi là Peter Miller. Tên tôi là Luisa Tendera. Và tên tôi là Mark Biro. Ai đây? Đây là bà Brunner. Vui lòng. Thì bạn cứ dùng cái handy này, bạn nghe tới nghe lui ha. Kurs eine Lektion 1D, guten Tag, ich heiße Helga Brunnen, wie heißen Sie? Mein Name ist Peter Miller. Ich heiße Luisa Tenderer und ich heiße Mark Biro. Wer ist das? Das ist Frau Brunner. Wie bitte? Okay. Đây là phần 1, Alice. Đấy. Và chúng ta phải làm đó, chúng ta phải có cái này bạn. Khi mà bạn đánh đôi chờ rồi, bạn mở cái này lên, trong đây nó có từ, nó có nguyên đó. Bạn không hiểu thì mở ra rồi lấy cái này, photo đó. Dùng cái photo cooker, cái này cooker nha, ngay cái khúc này, cái photo này rồi bấm vô bấm vô, bắt đầu là nó lòi chữ rồi bấm nhẹ cái rồi nó hai cái màu xanh nó hiện lên, thì bạn kéo nó xuống, kéo qua kéo lại cho nó xuống. Bắt đầu chữ an heron, nghe bạn nghe, bạn nghe tới. Còn bạn thích tìm hiểu ra qua tiếng Việt thì bạn bấm iverjetson là phiên dịch ra, thì nó sẽ lòi ra cái lo ở trên và cái lo ở dưới, bà xem lại, phải nói là xem tới xem lui, xem qua xem lại rất là nhiều lần thì bạn mới nghe được và mới hiểu được và bắt đầu tìm hiểu. À, it's hai sơ tên tôi đó, lần đầu tiên các bạn phải, sau khi cái phát âm rồi vừa qua đây là bạn nghe, nghe trong lỗ tai bạn tự học, rồi sau khi xong xuôi bạn phải tìm hiểu. Ở trong đây nó là Guten Tag, chào bạn. It's hi sir, là Hela Brunner. Vi hai xin gì? Tên anh chị là gì chẳng hạn. My name is Peter Müller. It's hi Luzina. Tên und it's hi sir Mark Biegel.
V-I-S-T-A-T, ông này ông hỏi bên đây là V-I-S-T-A-T, that is foul, that is phải là frau, đây là đúng, frau, nếu mà được bà thì phải là frau, frau Blumner. Nếu nghe không kỹ thì có người nghe không kỹ thì là vi biết thế, vì như thế nào, chữ từ vi đây là cái từ thế nào. Bây giờ is, chúng ta hôm nay chỉ biết là chữ is thôi. Đại từ nhân xưng is, is này chúng ta sau này chúng ta mới học. Hôm nay chúng ta phải biết chữ is này là is, is là tôi ha, tôi các bạn hiểu không, tôi is. Chúng ta sẽ gặp mấy này, ba cái clip trước là chúng ta đã gặp, đã phát âm y. Đây là y, giống như tiếng Việt mình là y, và chúng ta sẽ gặp là hai chữ nó đi đôi với nhau, ch là if. Đưa cái lưỡi ra bạn nhớ, if, if đây là tôi, thì cái từ tôi này là if hai sẽ, mình giới thiệu if hai sẽ, cái từ hai sơ này là hai sơ, bạn gặp rồi nha. Ba cái phát âm này chúng ta sẽ gặp phát âm rồi, học phát âm rồi, hai sơ đây, it, if, y và chữ ch, if hai sờ ei, ei là ai, hai sờ, hai sờ là cái chữ sờ này, b này là hai sờ, hai sờ này là sao, là kéo dài ra, hai sờ đấy. Nếu mà gặp cái chữ này is hai sờ, is hai là tên là Ngọc, bạn tên là gì, rồi anh chị tên là gì, vì khi khi mà hai sền nó khác nhau chữ hai sền, đây là chúng ta phải chia ra hai sền. Tiếng đất này hai sờ và hai sờ, tại sao phải hai sờ, đây là viên mẫu là gì. Đây là cái từ hai sen, di di là anh các chị là gì, đây là viên mẫu chữ hai sờ này là tôi thôi, một người is, nếu mà dùng tới hai sen này á. Nhưng mà ngoài sao có chữ di, di này là anh các chị, các bác thì mới dùng số lượng từ hai người trở lên. Bạn hỏi là vi hai xin gì, anh chị tên là gì, vi hai xin gì.
không? Đây là nguyên mẫu chữ là, ha, Heisen là gì? Đối với đất này, động từ phải chia ra, bạn phải chia x hai c v hai sen gì. Khi mà có số nhiều nguyên thể như thế này phải là số nhiều ở đâu ngoài sao, anh chị, các anh, các chị, các cô, các bác, các chú, các gì thì là gì, nhưng mà phải viết chữ s lớn lên thì ta mới biết là nhiều người, hiểu không? Vi vi đây là nó như thế nào, phải đặt cái câu phải vi trước, vì hai sinh gì, các anh các chị tên là gì. Rồi chúng ta v, bây giờ v x rồi, rồi v rồi, minor nam x, minor mai là nam, giờ mai nè nam, nam à, nam ở đây là cái họ của bạn, họ họ Nguyễn, họ Lê. À, họ phải nam à. Khi người ta hỏi nam à, là gì, là họ, họ ở đây là, nó phân biệt làm hai. Trước tiên mình học chữ nam à này trước, nam à ở đây là họ, và mai nè, chữ từ mai nè, họ của anh là gì, theo cái phiên dịch là họ của anh là gì, của cái minor là của anh là gì, họ của anh là gì, họ của anh là gì. Mai nè hai sơ cũng được, mà mai nè nam, mà mai là nam is là nguyên, hai hai tên is hai sơ, hai sơ là phải dùng tên, tên x2 sẽ Ngọc là cái tên, tên Ngọc. Nhưng mà khi mà anh nói đến là nam, mà ta hỏi nam, mà nu nam, mà là cái họ, là họ, họ của anh là gì? Phải trả lời là nam, mà họ Nguyễn, họ Lê, họ họ gì đó, đứng trước là Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn, Nguyễn Lê, hoặc là cái gì đó, Trần gì đó, Trần gì đó, là các anh phải phân biệt ra là nam à. Rồi có cái chữ quê, where is that, where là ai, cái từ ai á, that, where is that, đây là ai, đảng hiểu không? Đây là người nào, đây là ai nữa, người đứng trên đảng đây là ai, là bạn phải đặt chữ where đằng trước, where is that, đây là ai, where is that, là chữ where này, chữ v, chữ where đứng đầu, đứng đầu câu khi hỏi, hiểu không? Khi bạn hỏi về rồi, that is, đây là that, đây là, khi mà nó trả lời những gì thì là đây là, đây là, đây là gì, đây là he, phải là he, đây là he Nguyễn, đây là Hê Ngọc,
hay là he he bông gì đó, he phải có, nếu mà tôi là đàn ông là he hoặc là kia là frau, anh phải nói là that is frau. Frau đây là, frau đây là từ có con có cái trở lên là frau đó, hiểu không? Lớn lớn tuổi rồi, hai mấy trở lên, 25 trở lên là frau, là kêu frau rồi. Thì sanh đẻ, sanh đẻ là người ta kêu frau rồi, hiểu không? Nói chung là đi làm việc á, còn dưới dưới 20 hai mấy xuống là khác, kêu khác. Ừ, cái này hai mươi mấy tuổi trở lên là frau rồi à. Còn dưới hai mấy tuổi thì từ từ tính à. Rồi có người mà hỏi không được nữa thì vi à. Vi ở đây vi biết thì vi biết này là gì? Vi là như thế nào, phải đặt đầu câu lần trước vi tao nghe rõ gì, vi vi biết thì mày nói lại đó, dạng như mày nói lại vi. Cái tên người ta nghe không rõ, vi có thể kêu người ta đọc lại một hai lần dạng gì, vi vi là cái vi này, vi biết thì à. Ý là kêu là người ta đọc lại lần nữa đó, dạng gì, vi biết thế. Mày đọc lại lần nữa chẳng hạn. Đó. Bây giờ mình nhắc lại. Ít là cái danh từ nhân xưng là phải đặt lần trước. Ít về tu di rồi EGS, từ từ mình học xuống sau này. Trước tiên hôm nay là mình chỉ là is, is thôi, tôi thôi. Giờ mai nó nam, giờ là vi, vi là đặt lần trước, về khỏi, về vi à, nên như thế nào. Đó là hôm nay là một cái clip mình cũng chia sẻ sơ cho các bạn. Đây là lesson, lesson một, bài tập một mình chia sẻ sơ cho các bạn. Các bạn không phải 15 20 phút hoặc là 30 phút các bạn không thể hiểu được hết, hiểu không? Không thể hiểu được hết được, cho nên chúng ta phải ngồi hàng giờ. Tại sao chúng ta phải ngó qua ngó lại, làm tới làm lui làm qua làm lại? Chúng ta giống như là học nghề nó cũng vậy mà, chúng ta phải thực tập, chúng ta học xong chúng ta phải thực tập chúng ta đi làm tới làm lui, chúng ta cái nghề của chúng ta nó mới thành thạo được, thì chúng ta mới là nhanh gọn được. Thì đây nó cũng vậy, đây chúng ta học ngày hôm nay chúng ta ngày mai cũng thể y bùng nó lại, chúng ta phải hiểu nó hết toàn bộ ở trong đây. À, tại sao mình phải tham khảo vào trong cái khối óc và mình nghe nghe tới nghe lui, giờ mình coi coi qua tiếng, mình photo mình coi coi tiếng Việt tiếng Đức nó như thế nào, nó rất là đơn giản mà, thì từ đó nó sẽ vào đầu các bạn. Rồi chúng ta nên đối thoại à, có một người nào đó cùng chung chí hướng, hiểu không? Cúp bờ gì đó cùng chung chí hướng, chúng ta qua cái laptop chúng ta nói chuyện à, trên mạng à, dùng cái laptop này nè, chúng ta cùng cúp bờ chẳng hạn, chúng ta ngồi lại, chúng ta không cần phải đi tới trường nữa, chúng ta có cái laptop chúng ta mở lên cùng cúp bờ học, chúng ta ngồi nói chuyện hàng ngày, sau khi học xong nghe xong thì chúng ta đối thoại với nhau. Đối thoại hôm nay thì không thành, nhưng mà ngày mai, ngày mốt thì sẽ thành. À, cũng như hôm nay tôi làm được, tôi ngồi ở trên cái màn hình như như thế này. Mình không không cảm thấy nó rung hay là nó sợ. À,
mình không phải sợ mất cỡ nữa. Tại vì tôi cũng, mình cũng đã làm cái YouTube này cũng đã lâu, mà việc đầu tiên mình lên mình ăn nói phải nói là khó khăn, và mình sợ rất là lên cái màn hình mình nói không chuẩn, nói không ra hồn gì hết, người ta không nghe. Nhưng mà đến ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm mình luyện tập tới, mình đi đường mình nói, ngày nào mình cũng luyện, mình nói hello chào tất cả, hello chào buổi sáng, từ từ nó quen cái miệng đi thì nó mới xây dòng. À, thì hôm nay mình ngồi ở đây mình chia sẻ những cái này thì mình cũng không còn cảm thấy ở cái rung học là cái sợ trước cái màn hình như thế này. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải luyện tập hàng ngày, thì sau này chúng ta đâu không có bỡ ngỡ khi chúng ta đã bắt đầu đi học nghề và đi nghe những cái thầy giáo nó nói, chúng ta không cần phải sợ, chúng ta có cầm một cái vững chắc chúng ta đã như thế này rồi. À, cho nên mình khuyên hết tất cả ai có những cái ước mơ hoài bão, phải ngay giờ phút này, mà cha mẹ mình cũng, cha mẹ các anh, cha mẹ của những đứa cháu, nếu một muốn cho con mình có một cái sự nghiệp hẳn hoi thì đất này, nước đất này về luật pháp và công nghiệp nó không thua gì nước nước Mỹ cả, mấy nước khác rất tuyệt vời đầy đủ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đất nước này nó một công nghiệp là đứng đó, đứng thứ hai thứ ba thế giới, thì chúng ta biết rồi. Nói cái ngành xe hơi của nước đất này các bạn biết rồi, VW, BMW, Mercedes, MAN, ba loại đó cũng đã làm cho nước đất giàu có rồi. Tôi chưa từng tới những cái loại chiếc xe khác, nó sản xuất xe con, những sản xuất xe lớn, những cái loại máy cày, máy kiếp, những cái loại cho công nghiệp khác nữa mình chưa tính, nhưng mà ba cái hãng xưởng nó cũng đủ làm cho nước đất mạnh cường mạnh rồi. Rồi clip qua thời gian kéo dài khoảng, hôm nay chúng ta hơi đi nhiều một tí xíu thì, nhưng mà cũng không sao. Thì mình muốn chia sẻ hoàn tất cái phát âm và mình đi bài một. Đến đây thì mình cũng xin tạm dừng. Tạm dừng. Để cho cái ai đó ước mơ và hoài bão thì cố gắng. Không có gì hơn cả. Thông minh. Cần cù bù thông minh. Nếu ai thông minh thì nhanh. Còn ai mà không thông minh thì chúng ta phải luyện thôi, không có cách nào hết, chúng ta phải luyện để có một ngày nào đó bạn ngồi ở đây và mà ngày nào đó bạn cũng diễn giả như mình, và lời cuối mình chung chúc hết tất cả một ngày đẹp đẽ. Nếu thấy video hôm nay bổ ích thì hãy hỗ trợ cho mình để chúng ta cùng tiến, cùng tiến lên. Khi các bạn có hoàn thành rồi thì chúng ta bước sang một cái bước ngoặt khác nữa, ngoặt khác nữa có thể là chúng thử coi, thì sau đó tôi live stream, tôi live stream lên, tôi cảm thấy được nhiều người ủng hộ mình thì tôi live stream lên, tôi trực tiếp lên thì nó hay hơn. À, hôm nay mình chỉ làm clip, mình cũng phải chỉnh sửa sao cho nó ok. Rồi sau này bắt đầu mình sẽ lên cái clip trực tiếp.
Nếu ai có ước mơ hoài bão, mình sẽ lên lift, mình sẽ tự động lên lift và chỉ dẫn từng ly từng tí một, thì điều đó nó hay hơn. Còn ngay giờ phút này hãy cố gắng hỗ trợ mình, chúng ta cùng tiến bộ, đi từng bước bậc thang một. Chúng ta phải đi từng bậc thang một để hoàn thành cái cuốn này đầu tiên. Ừ. Thì có bạn bạn có một cái bản lĩnh đó. Đây, những cái ba cái clip đầu tiên đó là cái clip căn bản để bạn bước vào cái cuốn sách này ha. Tôi chứ mình sẽ đi chậm rãi từng ly từng tí một ha, để các bạn tham khảo. À, tại sao nó gì, tại sao nó gì, tại sao nó gì, nó có nhiều cái thắc mắc, vì đặt cái câu hỏi là vì nó như thế nào. Chờ cái clip sau. Wow. Để thay đổi từ cái này, mình hôm nay nhắc lại, để lấy được cái này bạn cần kiên nhẫn. Và lời cuối, xin chào hết.